tại trước thì ra mà chơi thì thành cần thay thôi chứ không Dạ. Mấy loại này nó mấy loại lạ lạ. Cây này em thấy nó lạ nè, nó nhỏ mà ra hoa đẹp. Biết tên cái nào? Cây này là hoàng thảo kim anh nhưng mà thằng này hoa hồng, hoa màu hồng hồng. Còn bình thường nó màu xanh xanh trắng trắng. Cũng lạ lạ. Bữa như